Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, chiều nay đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã về dâng hoa tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Cùng dự lễ dâng hoa có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tại tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, đồng chí Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hưng Yên bày tỏ niềm vinh dự tự hào và lòng biết ơn trước những cống hiến của đồng chí Nguyễn Văn Linh, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên. Đồng chí là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức của người cộng sản, đóng góp nhiều công lao to lớn cho sự nghiệp đổi mới, phát triển của quê hương, đất nước. Tiếp đó, các đại biểu tham quan văn miếu Xích Đằng tại phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên thờ Khổng Tử và Chu Văn An, biểu tượng về học vấn của nền văn hiến Hưng Yên. Đây là một trong 6 văn miếu còn trong cả nước được khởi dựng từ thế kỷ 17 đến năm Minh Mệnh thứ 20 năm 1839 được xây dựng lại.